Đặc biệt là có một nữ tài tử rất là nổi tiếng của chúng ta, đó là nữ tài tử Kiều Trinh, và xin kính chào chị Kiều Trinh ạ. Xin chào anh Thăng Long và xin kính chào quý vị khán thính giả. Và chúng tôi cũng được biết là chị đã đóng phim từ năm 1957 và cứ tiếp tục đóng phim, và hiện giờ chị có còn tiếp tục đóng phim trong những cái chương trình của Hoa Kỳ này không ạ? Dạ thưa anh, còn ạ, năm nay tới năm 2000 đó thì tôi có hai cuốn phim được trình chiếu, hai cuốn phim phim truyện, phim màn ảnh lớn đó, với lại một số đài truyền hình nữa. Và cái sự đóng phim từ Việt Nam cho đến qua bên này thì hai cái thái cực nó như thế nào, khi mà chị đóng phim trước năm 75 và sau năm 75 đóng tại Hoa Kỳ này, chị sẽ cảm thấy nó có cái sự khác biệt nào không? Thưa anh, khác nhiều lắm anh ạ. Thứ nhất là tại quê nhà đó thì tôi được đóng những cái vai lớn, vai chính, và diễn xuất bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Thành ra công việc làm đó đối với tôi nó dễ dàng lắm. Nhưng mà khi sang đây đó thì thứ nhất là tuổi mình lớn rồi, và mình phải diễn xuất bằng một cái sinh ngữ, ngoại ngữ. Thành ra cái vấn đề mà học bài, tập dượt đối với tôi đó nó hơi vất vả. Và cũng tiếc là nó không có những cái vai để viết cho mình, hay là những cái chuyện mà hợp với mình. Thế nhưng mà vì vấn đề công việc, làm là phải làm thôi. Tại vì chúng tôi là ở trong nghiệp đoàn, thành ra bắt buộc tôi phải làm việc liên tục để giữ cái membership của nghiệp đoàn. Thành ra có vai nào tới là mình nhận. Mà thật sự ra đó cũng làm cái sự rất là khó khăn làm việc ở Hollywood, bởi vì mình là người Á Châu, mà cộng đồng Á Châu ở Hollywood thì đông lắm thưa anh. Những cộng đồng Tàu, Nhật, nhà Đại Hàn họ tới đây trước mình, và cái nữ giới tài tử của họ đã cũng đông lắm. Thành ra mỗi một lần dù rằng có một vai rất nhỏ, cái competition đó cũng rất là lớn. Trong những phim mà chị đóng cũng như ở Việt Nam và tại Hoa Kỳ này, là khoảng chừng 20 mấy phim chẳng hạn, hoặc là 30 phim, phim nào chị thấy rất là đắc ý và ăn ý nhất thưa chị, và nghĩa là luôn luôn là muốn nhớ lại để mà nói với đồng bào của chúng ta, đó là cái phim mà Kiều Trinh rất là thích? Thưa anh, thời trước 75 đấy thì tôi đã đóng trên 20 phim tại Việt Nam và các nước ở Á Châu. Từ ngày tôi sang Mỹ sau 75 tới bây giờ đó thì tôi cũng đóng thêm được vào khoảng 70 phim truyện cũng như là trên màn ảnh truyền hình. Thưa anh, có lẽ là một cái người nghệ sĩ khó tính, thành ra tôi chưa bao giờ được ưng ý với việc làm của mình cả. Lúc nào cũng ước mơ rằng là có một cái chuyện phim hay hơn, có một cái vai trò xứng đáng hơn. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà nói về tương đối đó, thì thời ở Việt Nam có lẽ tôi ưng ý nhất cuốn phim Người Tình Không Chân Dung, mà của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc với tôi, sản xuất năm 1971. Còn thời gian sau 75 ở đây đó thì có mấy phim truyện truyền hình mà tôi thích, đó là phim MASH, với lại The Letter, rồi những cái phim truyện của lớn ạ, phim màn ảnh lớn ạ, thì có The Joy Luck Club, có Coming Home. Chị nói với đồng bào của Houston này như thế nào khi mà gọi là chị tới Houston này, đặt chân tới Houston này, và cảm tưởng của chị khi đồng bào tới đến với chị ngày hôm nay? Dạ, thưa anh, lời nói của tôi là bao giờ cũng cảm động trở về một cái nơi chốn mà ở đó mình có nhiều người bạn thân. Tôi nghĩ là Houston á, ở những ngày cuối năm với cái thời tiết bây giờ trời lạnh lạnh rất là đẹp, nhưng mà đẹp nhất á, đó là cái tấm lòng của người dân mình, cái sự hiền hòa và yêu thương của đồng bào ta ở Houston đối với lại văn chương và văn học nghệ thuật. Thì đó cũng là cái lý do mà bữa nay có một cái buổi họp mặt đông đảo như thế này. Và cũng vì cái tấm lòng đó mà anh em chúng tôi, những thế hệ khác nhau của sinh hoạt nghệ thuật từ các nơi được về Houston. Tôi nghĩ rằng là dù rằng là chúng ta đang sống ở trong cái tình cảnh lưu vong, và mỗi người ở mỗi nơi xa xôi, nhưng mà với cái sự yêu thương và quý mến văn học nghệ thuật đó, thì chúng ta cũng không bỏ lỡ một dịp nào để ngồi lại với nhau, để gặp gỡ nhau, để nghe thấy tiếng nói của nhau, để nhìn thấy hình ảnh của nhau, và để giữ lại những kỷ niệm đó. Điều đó là điều tôi rất quý. Tôi cũng đã có được một vài lần tới đây
và cũng đã được đón tiếp bởi một số bạn bè mà tôi rất là quý. Chỉ ân hận là nhiều khi thời giờ và công việc đời sống nó bận rộn quá, mình không có giữ được cái lịch sự đủ để mà giữ liên lạc đều đều đó. Kính thưa quý vị, đó là nữ tài tử Kiều Trinh đã đến với chúng ta trong một chương trình đặc biệt.